ơi, con xin lỗi mẹ. Mẹ hãy chăm sóc bé Miêu để bé hiểu giùm con nha mẹ. Ông ơi, con đã bỏ đi rồi. Cái gì? Con đã bỏ đi. Mà nói cái gì? Mới đi làm có một bữa mà cái nhà hàng của cô muốn lật ngược lên vì cô à. Đây là tiền lương của cô, tại vì cô làm mới có một ngày nên tôi trả cô nhiêu đây nè. Ủa ai vậy anh? Chắc là người ở dưới quê lên chưa có chỗ ở á, mà cũng có thể là dân lang thang. Sao? Có chuyện gì mà hai đứa muốn cả nhà ra đây thế này? Hai đứa. Dạ thưa nội, thưa hai bác, hôm nay con tới đây á, xin phép mọi người kể từ hôm nay cho con được trở thành thành viên chính thức của gia đình mình đó. Hai đứa đã suy nghĩ chín chắn chưa? Dạ, đây chính là quyết định chín chắn nhất trong cuộc đời của con ạ. Dạ, con cũng vậy. Như vậy là tiêu thần mạng chí cốt của mình rồi. Như vậy thì ba mẹ không có ý kiến gì nữa. Hai đứa ráng sống cho hạnh phúc nha. Nhưng mà tôi có một chút ý kiến đó. Muốn gì cũng được, nhưng mà phải chờ em Hưng nó trở về. Em mình bây giờ nó đang lưu lạc ở nơi nào không biết, ở nhà cưới cưới xinh xinh coi sao được. Mới là người xin lỗi. Tại sao? Đáng lẽ ra anh phải cầu hôn em sớm hơn, để có thời gian yêu em nhiều hơn, lo lắng cho em nhiều hơn. Em chịu khổ nhiều rồi hơn à. Tại sao lại em khóc rồi đó? Nè, em không được khóc. Em mà khóc á, ba của em bắt anh chép phạt đó. Anh này. Chú, nhanh lên. Có cái chuyện gì mà chú hẹn gấp dữ vậy? Em chạy mệt muốn chết luôn à. Mày phải thật bình tĩnh nghe chưa? Sao phải bình tĩnh chứ? Có tin không vui cho mày đây. Mà là chuyện gì? Hả? Tao nói nghiêm túc. Thôi mệt quá, nói đi. 1, 2, 3, nói. Thằng Tường và con Hương sẽ làm đám cưới. Chú nói gì chứ? Thằng Tường và con Hương sẽ làm đám cưới. Ê Công, mày có sao không vậy? Tôi không sao. Có thiệt là không sao không? Không sao. Thiệt không? Đã nói không có sao rồi mà. Hỏi gì mà hỏi hoài vậy? Vợ người ta đi lấy người khác đó. Vậy mà hỏi người ta có sao không là sao? Tôi đau lắm chú có biết không hả? Đau ở đây nè, trong tim nè. Thank you.
Minh, em xin lỗi, nhưng thật tình em không thể nói chuyện với chị. Minh à, chị ba của em đang khổ sở đâu em vẫn chưa biết. Có lẽ em đang rất ích kỷ, nhưng thật sự em không thể chịu được cảnh chị và anh Kiệt hạnh phúc với nhau. Em đừng đối xử với chị Phúc như vậy có được không? Chị Hân là chị ruột của em. Em không thể nào vui vẻ chị Phúc như trước. Giờ xem như không có chuyện gì xảy ra. Chị Phúc đã phải trải qua rất nhiều nỗi đau, em không thể hiểu hết được đâu. Vậy thì anh nói cho em hiểu đi. Anh không nói thì đừng bắt em phải hiểu và vui vẻ chị ấy như xưa. Bé Thương là con ruột của anh Kiệt. Nếu như chị Phúc muốn giành anh Kiệt thì chị đã nói ra điều đó từ lâu rồi, chứ không cần phải giấu mãi đến tận bây giờ. Dạ con nghe nè chú. Mẹ con tự nhiên té xỉu đang phải cấp cứu nè. Dạ. Con mau vô bệnh viện đi. Chị mau về đi. Bác sĩ. Dạ. Rất tiếc, đó là khối u ác. Vậy bây giờ phải làm sao bác sĩ? Có một điều may mắn là bệnh vẫn đang còn ở giai đoạn đầu, nên khả năng điều trị còn rất là cao. Bác sĩ nhất định phải cứu mẹ tôi nha bác sĩ. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Bác sĩ, phương án điều trị là như thế nào vậy bác sĩ? Phương án điều trị tốt nhất lúc này là ghép gan. Bây giờ mình phải nói sao với mẹ chị hai? Chị cũng không biết nữa. Giờ mà có chị ba ở đây thì hay biết mấy. Có chị ba bên cạnh, mẹ sẽ đỡ sợ hơn. Em cứ nhắn tin và gọi điện liên tục cho chị đi. Tới khi nào nó nghe máy thì thôi. Dạ em biết rồi. Chị hai nè. Mình còn một chuyện phải lo nữa đó. Chị biết rồi. Để chị tính. Bà chị muốn biết bệnh của mẹ tụi con là trị được phải không? Bà ấy sẽ không sao phải không? Dạ, nếu như mà ghép gan á thì khả năng hồi phục sẽ hơn 90% đó bà. Chị thì ghép gan đi, bà sẽ hiến gan của bà để ghép cho mẹ con. Không được. Làm thế là chết người đó con ạ. Dạ thưa ba, chuyện hiến gan á thì con chị hai đi xét nghiệm rồi, ngày mai sẽ có kết quả, ba đừng lo. Vậy còn viện phí? Tại con thấy ở trong đây nó để là phải tốn tiền tỷ á. Tiền tỷ sao? À, dạ, tiền viện phí của mẹ thì có bảo hiểm lo rồi. Nội với cả nhà mình đừng có lo nha. Anh làm cái gì vậy? Buông em ra coi.
cả nhà nó đi xét nghiệm hết rồi, chỉ còn vợ chồng mình thôi đó. Anh điên hả? Em đang có thai mà, làm sao đi hiến gan được? Ờ ha. Thiệt tình luôn á. Vậy để mình anh đi. Ê, không được. Anh không có được đi. Anh biết hiến gan nguy hiểm lắm không? Lỡ có chuyện gì là sao? Bộ anh muốn là con anh không có cha, vợ anh không có chồng hả? Em nói gì nghe ghê vậy? Ừ, ghê vậy đó. Bởi vậy ở nhà cho em. Anh mà không nghe lời em, anh mà đi là em bỏ đi luôn đó. Chị hai chỉ có con cái của chị thì chắc chắn mấy đứa đó sẽ lo cho chị thôi. Anh sao vậy? Anh xin lỗi. Anh nói gì? Chị hai giống như là mẹ của anh vậy đó. Chị nuôi anh từ nhỏ tới lớn, cho nên anh phải cứu chị. Anh xin lỗi em. Ê nè, Quang! Anh Quang! Trời ơi là trời! Nè! Cướp hà! Trời ơi, tôi có làm cái gì đâu mà tại sao em lại giận tôi? Tôi không giận anh thì giận ai chứ? Tại anh mà bả hết lần này đến lần nữa làm nhục tôi à? Ừ, vâng vâng, thì coi như mọi việc lỗi tại tôi, lỗi tại tôi. Nhưng mà Linh em, đừng có giận tôi nữa mà. Bộ anh nói vậy là xong đó hả? Thế bây giờ em muốn tôi phải làm sao? Tôi không biết, anh làm sao coi được thì anh làm đi. Thế bây giờ thèn nhá. Thèn? Thèn cái gì mà thèn? Tên hang giận à? Một mình à, con giận đó. Thì không giận, nhưng mà bây giờ em muốn tôi phải làm như thế nào thì em mới hết giận đây? Tôi không biết. Anh làm sao giải quyết dứt điểm bả cho tôi? Nếu không, tôi xô anh luôn. Nhưng không ăn đi, ăn mì ly với nhau à? Ăn cái gì mà ăn? Anh ăn một mình anh đi. Nhân ơi! Nhân! Dạ. Ba gọi con ạ. Bà ta đang ở đâu? Nói cho ba biết bà ta đang ở đâu. Dạ. Ba hỏi ai ạ? Còn ai ngoài cái người đàn bà đó hả? Đang ở đâu? Dạ. Cũng lâu rồi con không gặp mẹ. Chỉ biết là cách đây một tháng mẹ đã ra đảo Nam Du rồi mà. Bà ta không đi đâu hết. Bà ta chỉ lảng vảng đây mà quậy phá cha con mình. Ba, mẹ đã gây ra chuyện gì ạ? Bà ta... Thôi được rồi, để bà ta sẽ tự xử lý. Còn con, định đi đâu vậy hả? Dạ, mẹ vợ con nhập viện, con phải vào thăm ạ. Bà Xuân không sao chứ? Dạ, tình hình cũng khá căng thẳng bà. Bác sĩ nói phải ghép gan. Ngày hôm nay, bác sĩ sẽ trả lời xem là trong hai chị em Minh, ai là người có gan thích hợp để hiến. Cái gì? Con Minh đi hiến gan à? Trời ơi, thế thì còn làm sao mà còn sức khỏe? Làm sao mà sinh nở được? Con nên nhớ một điều là con Minh nó nhận trọng trách hết sức là quan trọng. Là phải sinh người nối dõi cho gia đình ta cơ mà. Bà đừng căng thẳng. Bác sĩ nói gan là bộ phận có thể tái sinh được. Chỉ từ 4 đến 6 tuần là có thể hồi phục. Và trong vòng 1 năm sẽ hồi phục hoàn toàn ạ. Thế chị còn đâu? Bà muốn nghe chính miệng chị còn giải thích cái chuyện này. Chị con đưa bé Thương về quê anh Kiệt thăm ba anh nữa. Bà sẽ gọi điện cho chị con. Hương, em chạy lâu chưa? Dạ, em cũng mới tới. Kết quả xét nghiệm không tốt sao? Cả em và Minh đều không phù hợp. Hay là mình đưa mẹ em ra nước ngoài điều trị đi. Bây giờ sức khỏe của mẹ em là quan trọng nhất rồi. Anh sẽ lập tức đi làm thủ tục cho mẹ của em nha. Cảm ơn anh. Chị nghe nè Minh. Thiệt hả? Được rồi, chị sẽ tới bệnh viện liền. Có chuyện gì vậy em? Bệnh viện báo là đã có người có gan thích hợp để hiến cho mẹ rồi.
phải là ai. Ta nói là cho mẹ về đi, có cái gì đâu, đau bụng một chút xíu à, mà xét nghiệm tới xét nghiệm lui tốn tiền quá đi. Mẹ à, thì sẵn tiện kiểm tra sức khỏe luôn cũng tốt mà mẹ. Tốn chứ tốt cái gì, sức khỏe của mẹ gấp mấy lần tụi con á. Mẹ à, ngoan đi. Ba. Ủa? Mình con ra ngoài để bà nói chuyện với mẹ. Ba đang nói chuyện với mẹ hả? Dạ. Ai hiến gan cho mẹ vậy? Bình thường chỉ nói là có người tình nguyện hiến, chứ không có tiết lộ danh tánh. À, em gọi được cho Hân chưa? Dạ chưa. Mẹ sao rồi ba? Nè nè nè, mẹ cũng muốn gặp thằng Kiệt. Đứa nào gọi cho nó đi. Dạ, lúc nãy con để điện thoại trong cốp xe nên là không biết chú gọi ạ. Chú định hỏi con là hiến gan đó mà, nó có nguy hiểm gì không? Nhưng mà bây giờ thì không phải lo nữa. Ai bị gì hả chú? Là bà Xui. Bà bị bệnh cho nên phải ghép gan. Mà con Minh thì nó định hiến gan, chú sợ là nó ảnh hưởng sức khỏe sau này ấy mà. Nhưng mà bây giờ thì có người khác hiến rồi. Ai thế ạ? Hình như là một trong hai người chị gì của bé Minh á. Thôi con làm gì làm đi nhá. Vâng. Anh Kiệt! Anh Kiệt ơi! Gọi lại cho em gấp nha. Chị Phong. Ờ. Có chuyện gì vậy? Chị có sao không? Ờ. Hôm nay em giúp chị một chuyện nhé. Anh không có ý kiến gì đâu. Nhà là của em mà. Người mua nhà là mua để kinh doanh, cho nên tôi đã thuê lại cho mẹ với hai đứa nhỏ ở. Còn tôi thì tạm thời sẽ qua bên nhà ba mẹ ở để tiện chăm sóc cho mẹ luôn. Người mua nhà là anh Tường phải không? Anh nghĩ là ba tôi có chấp nhận tôi lấy tiền của anh Tường không? Chắc không. Sắp tới chắc là phải nhờ anh chăm sóc hai đứa nhỏ rồi. Em yên tâm đi, anh sẽ lo lắng cho hai đứa nhỏ đàng hoàng. Em việc lo cho mẹ đi. Cảm ơn anh. Chắc lần này mẹ sẽ khác ha. Khác chuyện gì? Về chuyện đối xử với em đó. Chắc khó. Khó là sao?
Em đã bán nhà đưa tiền cho mẹ chữa bệnh rồi đó. Chuyện tôi bán nhà không ai biết. Anh đừng bao giờ giữ bí mật giùm tôi. Sao tự nhiên em lại giấu vậy? Hả? Tại... Hả? Tại tôi không muốn ba buồn. Thôi, tôi phải vô bệnh viện với mẹ rồi. Cho anh vô thăm mẹ với. Mẹ đang không có vui. Anh mà vô là thạch chỗ chút giận của mẹ đó. Cho mẹ. Ừ. Con tìm được em con chưa? Dạ, con thì con vẫn đang tìm. Còn thằng Kiệt thì sao? Dạ, con có gọi điện nhưng mà Dượng ấy không bắt máy. Con cũng đã đến nhà rồi gọi về quê luôn, nhưng mà cũng không gặp được. Không tìm được, không kiếm được. Thực ra là tại tụi con không muốn thôi. Con với con Minh bây giờ yên ấm rồi thì cũng phải lo lắng cho chị mình với em mình một chút chứ. Bỏ cái thói ích kỷ đó đi. Mẹ ơi. Thôi, con đừng có nói cái gì hết á. Tụi con không tìm kiếm được thì để mẹ tự đi tìm cũng được. Mẹ, mẹ ơi, mẹ không đi được đâu mẹ. Con đừng có cản mẹ. Mẹ. Mẹ còn sống ở đây nè, mà không ai lo cho con hơn hết. Nếu như mẹ mất đi thì sao? Mẹ phải an bài cho con Hân. Khi nào chính mắt mẹ thấy con Hân quay trở về với thằng Kiệt, mẹ mới yên tâm nhắm mắt được. Mẹ, nếu mà mẹ muốn gặp em Hân thì mẹ đừng đi đâu hết. Hai ngày nữa là mẹ phẫu thuật rồi. Nếu như bây giờ mẹ có chuyện gì thì cuộc phẫu thuật sẽ phải quản lại. Lúc đó bệnh tình của mẹ sẽ ngày càng nặng hơn. Mà như vậy thì mẹ sẽ không còn cơ hội để chăm lo cho em Hân nữa. Tụi con nhất định sẽ tìm được Dượng Kiệt. Bằng mọi cách con sẽ tìm được cho mẹ. Tụi con đừng có hứa suông nha. Dạ, con hứa với mẹ mà. Thôi, mẹ lên nằm nghỉ đi. Con lấy cháo cho mẹ ăn, rồi con uống thuốc nữa. Đây là cháo gà mẹ thích ăn nhất nè. Con đặt gà từ dưới quê đem lên nấu cho mẹ đó. Cái miệng nó lạc nhách à. Gà nào cũng giống gà nào thôi. Thay vì làm những cái chuyện vô bổ như vậy, con để dành thời gian đi tìm em con đi. Em đang đâu vậy? Em về liền đi, em có biết là mẹ đang bệnh không? Chị Hai à, chị Hai nói mẹ đừng có lo cho em, hãy lo chữa bệnh đi. Em muốn mẹ đừng có lo, em làm ơn em về liền giùm chị cái đi. Em sẽ về, nhưng mà không phải bây giờ. Chị Hai nói với mẹ, nếu như mà còn muốn gặp em thì hãy chữa hết bệnh đi. Còn về chuyện của anh Kiệt, em sẽ đi tìm anh ấy cho mẹ. Quý vị khán giả ơi, Thúy Ngân đã nỗ lực và cố gắng hết sức mình để thể hiện cái tính cách đáng ghét của Hân trong phim Giọt Giấc Đọc Tẻ. Hy vọng rằng khán giả sẽ bình chọn cho Thúy Ngân tại giải Mai Vàng 2018 năm nay nha. Bước 1, truy cập giảimaivang.vn vào mục phiếu đề cử điền thông tin. Bước 2, chọn hạng mục nữ diễn viên điện ảnh truyền hình, điền tên Thúy Ngân và phim Gạo Nếp Gạo Tẻ ở trên cao hơn 1000 sao.
Bước 3, soạn tin nhắn trên điện thoại theo cú pháp Mai Vàng gửi 8099. Như một đời yêu mệt đứt khơi lao sao ta chạy quanh. Thiên Hương chân thành và vô cùng biết ơn sự quan tâm của khán giả đã dành cho nhân vật của mình cũng như phim Nhỏ Nhất Lo Tẻ. Hy vọng khán giả sẽ đón xem những diễn biến mới nhất của phim vào lúc 20 giờ tối thứ 2, thứ 3, thứ 4 hàng tuần trên kênh HTV2 V Channel. Nhưng mà em... Hân! Hân! Nè, sao con lấy điện thoại của ba? Chị hai con đang gọi cho ba đó. Ba đừng có để cho chị làm phiền ba nữa. Ba để cho con nói chuyện với chị. Ba đang bệnh, không nghe điện thoại được. Chị muốn cái gì thì nói chuyện với tôi nè. Tôi muốn gặp anh Kiệt. Tôi có chuyện gấp lắm. Thì chị gọi điện cho anh đi. Chị gọi cho ba làm chi? Tôi không gọi được cho anh ấy. Vậy có nghĩa là anh không muốn nói chuyện với chị. Chị đừng có làm phiền anh nữa. Tôi thật sự có chuyện rất là quan trọng. Cô làm ơn hãy cho tôi gặp anh Kiệt đi mà. Tôi với ba bận lắm. Chị muốn cái gì á, chị gọi điện thẳng cho ảnh. Vậy đi. Em xin lỗi. Em sơ ý quá, em làm sót điện thoại của anh xuống ao. Không có gì đâu em. Chuyện ngoài ý muốn mà, em đừng có để trong lòng nữa. Không biết là có ảnh hưởng đến công việc của anh không? Không sao đâu em. Nếu họ liên lạc với anh không được á, thì họ sẽ gọi cho cậu Nghĩa. Với lại tối nay mình phải về rồi. Tối nay ạ? Ừ. Em tưởng là mình sẽ ở đây chơi với bác 2 ngày chứ ạ? Anh xin lỗi nha. Tại vì anh có một cái cuộc hẹn đột xuất với khách hàng vào ngày mai, nên tối nay mình phải về. Tôi muốn gặp anh Kiệt. Anh Kiệt bận rồi. Anh Kiệt, chị định làm gì? Đừng làm phiền anh ấy nữa. Anh Kiệt à, tôi nói là chị không được vào. Chị không tránh ra đi. Tôi... Phúc, em có sao vậy hả? Anh Kiệt, em có chuyện muốn nói với anh. Tôi không có chuyện gì để nói cô hết. Nhưng em có mà... sao vậy hả? Nhưng mà mẹ... Nhưng mà cái gì? Tôi nói cô không nghe hả? Tới giờ cô không có còn chuyện gì nói hết. Cô đi về đi. Từ nay về sau đừng có tới làm phiền Phúc nữa. Nếu không tôi không khách sáo đâu. Em vô nhà đi em. Anh Kiệt à, anh Kiệt. Anh làm ơn cho em gặp con luôn anh. Em xin anh. Cô tránh đi. Cô đừng có bài trò nữa. Đi về đi. Anh Kiệt ơi, không phải như vậy đâu mà anh. Không phải như vậy đâu mà anh Kiệt. Anh Kiệt, anh Kiệt à.
Anh à, anh không muốn nói chuyện với em ngay lúc này. Có chuyện gì vậy anh? Anh, anh, anh có biết là cách anh đang đối xử với em khiến em rất buồn không? Tại sao bán nhà? Anh không đáng để em chia sẻ khó khăn hả? Anh là chồng sắp cưới của em mà. Em biết là em chỉ cần mở lời là anh sẽ lo lắng cho em mọi chuyện. Nhưng mà ba em đã viết một câu giao huấn: tự lực cánh sinh, để răn dạy con cái. Ba sẽ rất khó chấp nhận nếu như em nhận tiền của anh mà lo cho mẹ. Em có dự tính gì tiếp theo chưa? Tạm thời em sẽ ở bên nhà ba mẹ để tiền chăm sóc mẹ. Còn Bibo, em sẽ thuê lại nhà cũ cho tụi nó tiếp tục ở đó. Em không muốn ba biết là em đã bán nhà. Không được Hương à, anh không thể nào để em cực khổ như vậy nữa. Anh à, anh sẽ mua nhà, thuê y tá chăm sóc cho mẹ của em. Anh à, đây là thời điểm nhạy cảm và khó khăn của gia đình em. Anh hãy để cho em được giải quyết mọi chuyện theo cách của em được không? Nếu như nói không á, có được không? Thôi được rồi, chỉ lần này thôi. Lần này em để cho em làm theo ý của mình. Nhưng nếu để anh thấy em cực khổ á, anh sẽ không để yên đâu. Dạ. Cười cái coi, mặt nghiêm làm người ta sợ muốn chết. Đang chẳng mà sao cười được. Bà, tôi không ăn đâu, ông cứ bỏ mặt tôi đi. Thằng Kiệt nó cố tình lánh mặt, bà có làm gì nó cũng không xuất hiện đâu. Bà ráng ăn miếng đi. Chừng nào thằng Kiệt nó xuất hiện, tôi mới đồng ý phẫu thuật. Bà không thương tôi chút nào sao? Bà không nghĩ thằng Khoa nó còn nhỏ, nó cần mẹ đến mức nào sao? Đi Nghĩa. Anh Kiệt. Dạ. Có chuyện gì? Dạ. Nghĩa, với anh và em còn có chuyện gì khó nói sao? Anh à, chuyện tối hôm đó đó, chị Hân không cố tình xô chị Phúc đâu. Em nói sao? Em đã vô tình ở bên trong nghe hai người nói chuyện. Hôm đó đó, chị Hân đến tìm bác gái, rồi hai người nói qua nói lại, chị Phúc đã níu kéo chị Hân, rồi chị Hân giằng ra. Không ngờ chị Phúc bị mất đà nên mới té. Tại sao tới bây giờ em mới nói cho anh biết? Chị Hương đã gọi cho anh rất nhiều lần mà gọi không được, nên mới gọi cho em á, nói em nhắn anh là bác gái bị bệnh, muốn gặp anh. Alo, chị Hai hả? Dạ, em xin lỗi chị, tại vì điện thoại em bị hư. Dạ dạ, em biết rồi, em tới liền. Kia cả. Dạ. Chắc là con biết tất cả mọi chuyện rồi đúng không? Mẹ, mẹ sẽ không sao đâu, mẹ sẽ khỏe lại mà. Con có thể hứa với mẹ một chuyện được không? Mẹ, nếu con không hứa thì mẹ không có đầu óc nào để phẫu thuật được đâu. Mẹ có phẫu thuật đi chăng nữa thì mẹ cũng không qua khỏi đâu con. Mẹ, con biết là mẹ muốn nói chuyện của con và Hân. Bất cứ chuyện gì cũng có thể hứa với mẹ.
Nhưng mà riêng chuyện này thì con... Con Hân bây giờ nó tội nghiệp lắm con. Mẹ thì không thể nào lo cho nó được nữa rồi. Chị em của nó, đứa nào cũng có gia đình. Con cái thì gửi hết cho con rồi. Bản thân nó, tương lai sự nghiệp thì không còn gì hết. Nó bây giờ chỉ còn có con là chỗ dựa duy nhất thôi. Nếu như con bỏ nó thì cuộc đời của nó không còn gì nữa. Mẹ à, có như mẹ van xin con, mẹ cầu xin con. Mẹ à, mẹ đừng có nói như vậy mẹ. Mẹ không phẫu thuật nữa đâu, con cho mẹ xuất viện đi. Mẹ à, mẹ nghe lời con, mẹ bình tĩnh lại đi mẹ. Mẹ làm như vậy không tốt cho sức khỏe của mẹ đâu. Không, mẹ không có phẫu thuật nữa, con cho mẹ xuất viện đi. Mẹ bình tĩnh lại đi mẹ. Mẹ không mẹ ơi, à, mẹ chị... mẹ ơi, em Hân gọi cho mẹ nè, mẹ nghe đi mẹ. Hân ơi, mẹ nè con. Mẹ ơi, con đang ở đâu vậy con? Mẹ còn muốn gặp con nữa không mẹ? Con nói gì kỳ vậy Hân? Con về với mẹ đi. Con về với mẹ đi Hân. Vậy thì mẹ phải cố gắng khỏe mạnh nha. Con chỉ còn mẹ là chỗ dựa duy nhất thôi. Mẹ mà có chuyện gì, con sẽ không còn ai hết á. Hân ơi, con biết là mẹ thương con. Mẹ muốn anh Kiệt và con quay lại với nhau, để cho con có chỗ dựa. Nhưng mà tụi con đã kết thúc rồi mẹ ạ. Con bây giờ khác rồi. Con sẽ tự đứng lên bằng đôi chân của mình. Mẹ phải tin con chứ. Mẹ tin. Mẹ tin con gái của mẹ mà. Mẹ tin con. Mẹ đừng có khóc nữa mà mẹ. Không đảo mẹ nha. Hình như là Hân nó đang ở gần đây. Có chuyện gì sao chị hai? Hình như Hân nó đang ở gần đây. Đã hai lần rồi. Lần nào cũng giống như là nó nghe được cuộc nói chuyện của mẹ với mọi người vậy đó. Hân! 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 Alo? Xin hỏi, có phải là số điện thoại của cô Ngọc Hân không ạ? Phải. Nhưng mà bây giờ cô ấy không tiện nghe máy. Có chuyện gì không chị? Tôi từ bệnh viện gọi đến để nhắc cô ấy ngày mai có lịch nhập viện để chuẩn bị cho ca phẫu thuật. Nhờ anh nhắn lại giùm. Cảm ơn anh. Phẫu thuật? Ai xem nào, ôi cha, chúng ta gặp lại người bạn cũ quen thuộc nhỉ. Xin giới thiệu hai đội trưởng Lâm Vĩ Dạ và Trương Thí Vinh. Dạ, con nói trước chết thành một câu nó khởi động. Con gì sinh ra là đã chín rồi. Trời đất ơi, mới vô đố câu không khởi động. Không còn máu cũng đã chín, sinh ra là chín rồi. Trời đất ơi, con chà căng dữ ta. Con
không? Lẹ chú Thành làm mất thời lượng của chú. Nói đi, nói đi, em giỏi. Ai mà biết con gì vậy con, trả lời. Dạ con ba ba, vì ba lòng ba là chết. Ba lòng ba là chết. Cảm ơn câu hỏi rất là thông minh của con. Và cảm ơn câu hỏi của con đã tán vô mặt chú ngay từ đầu chương trình. Sao hỏa với sao kim thì cái nào nóng hơn? Sao kim là nóng nhất trong hồi mặt trời luôn á chú. Mà không có cái là có thể nóng hơn hết. Còn sao thế bạch chứ sao cái đô là nó nằm ở đâu? Sao thế bạch chứ sao cái đô? Nó nằm ở nhà em á. Dạ nha. Sao quá nằm nhà em á. Ừ. Làm sao để con nhốt 10 con trâu vô 9 cái chuồng mà mỗi một cái chuồng phải có một con trâu? Chú nói là không cần đầy đủ tất cả con trâu cho tất cả các chuồng. Thì câu trả lời của con là một con không vào trong chuồng. Bỏ một con ra. Bỏ một con ra. Bỏ một con ra. Lên. Chó với mèo, con nào ăn cá? Trời đất ơi, còn câu khác khó hơn ông anh. Còn câu khác khó hơn ông anh. Con mèo. Không chính xác. Con nào ăn cũng được hết á. Con chó ăn cá bắt xương. Tại vì cái lưỡi con chó khác cái lưỡi con mèo. À, để em kiểu ăn cá có xương, khách cá phi lê có ăn không? Không, anh đừng có nói vậy, anh gì là anh dài em. Thì em bỏ cá phi lê với chó ăn không? Không ăn, con chó nhà em nó không ăn cá. Cái là chó nhà em, chó nhà anh ăn em ơi. Nhưng mà chó nhà em không ăn thì em trả lời cho con chó nhà em. Chó nhà em. Cái con người mắc cười quá à. Bây giờ em dắt con chó nhà em ra đây đi. Em dắt được rồi đi rồi em kêu nó không ăn đi rồi anh cho em lên. Xin phép chương trình em về nhà em dắt con chó nhà em lên. Dắt chó nhà em lên. Đón xem Nhanh Như Chớp Nhí lúc 20 giờ Chủ Nhật hàng tuần trên kênh HTV2.